Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, trang 17 đến trang 19, tuần 20, bài 3, Rộn ràng hội xuân, sách Chừng trời sáng tạo. Đầu tiên là phần khởi động, các em hãy kể tên một số lễ hội được tổ chức ở trường em. Như vậy thì ở trường em đã tổ chức những cái lễ hội gì, thì các em hãy kể tên các lễ hội đó. Ví dụ như trường của chúng ta có tổ chức các lễ hội đó là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, hoặc là lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, ngày hội đọc sách, ngày hội trung thu, ngày hội an toàn giao thông, v.v. Tức là ở trường của mình tổ chức những lễ hội gì thì các em hãy kể tên các lễ hội đó. Tiếp theo là phần khám phá và luyện tập. Số 1 nhỏ đọc và trả lời câu hỏi. Rộn ràng hội xuân. Trống hội vang rộn rã, dục em vào hội xuân. Đây là gian chợ Tết, bánh chưng và dưa hành. Bạn treo câu đối đỏ, bạn thêm vài bức tranh. Gian hoa xuân rực rỡ, đào khoe nụ thắm hồng, mai vàng tươi như nắng, hoa cúc vừa trổ bông. Góc dành cho hội sách, giấy mới thơm rộng cười, bài thơ xuân em đọc ngọt lành như ban mai. Góc trò chơi ngày Tết, kéo co và ném vòng, tiếng reo hò cổ vũ, gieo niềm vui rộn ràng. Trường em vừa khai hội đã ngập tràn yêu thương. Thảo Nguyên. Như vậy các em theo dõi đang theo dõi bài thơ Rộn ràng hội xuân. Thì các em quan sát tranh ở đây chúng ta có các gian hội xuân, ở đây chúng ta có các gian, đó là gian chợ Tết nè, hoa xuân nè, rồi hội đọc sách, có một cái góc dành cho hội đọc sách nè. Rồi tiếp theo là góc trò chơi ngày Tết. Thì ở đây trong bài thơ của chúng ta có từ khai hội, tức là bắt đầu mở hội. Như vậy nội dung của bài thơ nói về bạn nhỏ kể về hội xuân ở trường. Hội xuân diễn ra vô cùng thú vị và nhộn nhịp. Tiếp theo trả lời câu hỏi. Câu 1. Trường bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp gì? Thì các em đọc kỹ bài thơ thì chúng ta thấy là các em đọc kỹ khổ thơ đầu tiên. Trống hội vang rộn rã, dục em vào hội xuân. Như vậy chúng ta thấy ở khổ thơ đầu tiên thì trường của bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp đó là mùa xuân đến. Như vậy câu số 1. Trường bạn nhỏ tổ chức ngày hội nhân dịp mùa xuân đến. Tiếp theo câu 2. Mỗi gian hàng có gì thú vị? Thì các em quan sát hình ở đây chúng ta thấy có gian chợ Tết nè, hội gian hoa xuân nè, hội sách, chợ và trò chơi ngày Tết. Như vậy các em hãy đọc khổ thơ thứ 2 đến khổ thơ thứ 5 để biết mỗi gian hàng có gì thú vị. Thì chúng ta thấy ở trong các khổ thơ mỗi gian hàng có điều thú vị ở đây. Gian chợ Tết thì có bánh chưng, dưa hành, câu đối đỏ, tranh. Gian hoa xuân thì rực rỡ đào khoe nụ thắm hồng, mai vàng tươi như nắng, hoa cúc vừa trổ bông. Gian hội sách thì giấy mới thơm rộng cười. Góc trò chơi ngày Tết thì có kéo co, ném vòng, tiếng hò reo cổ vũ, gieo niềm vui rộn ràng. Rồi tiếp theo câu 3, em thích nhất gian hàng nào vì sao? Các em đọc kỹ bài thơ.
đọc các gian hàng về nói về các gian hàng của trường bạn nhỏ thì các em hãy suy nghĩ và trả lời theo ý kiến của mình. Cô ví dụ như là em thích nhất gian hàng chợ Tết vì ở đây các bạn nhỏ có đủ các loại bánh truyền thống của nước ta mang đậm màu sắc Việt. Hoặc là em thích gian hàng trò chơi ngày Tết vì ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị như là kéo co, ném vòng, tiếng hò reo cổ vũ giống như là gian hàng đang gieo một niềm vui rộn ràng. Rồi tiếp theo câu 4, vì sao bạn nhỏ cảm thấy không khí hồi xuân ngập tràn yêu thương? Thì sau khi đọc bài thơ thì các em hãy suy nghĩ xem vì sao bạn nhỏ cảm thấy không khí hội xuân ngập tràn yêu thương. Thì chúng ta thấy bạn nhỏ cảm thấy không khí hội xuân ngập tràn yêu thương là bởi vì ở đây có tất cả những gian hàng trò chơi mang cái truyền thống Tết cổ truyền Việt Nam. Bên cạnh đó là sự tham gia náo nhiệt rộn ràng ngập tràn tiếng cười của các bạn học sinh. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ là đọc một bài đọc về lễ hội. Như vậy chúng ta sẽ tìm và đọc một cái bài đọc về lễ hội ở trên sách báo hoặc là trên Internet. Sau đó chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách những cái thông tin chính. Những cái thông tin chính như là tên bài đọc nè, tên tác giả, tên lễ hội, thời gian tổ chức, hoạt động chính. Như vậy các em sẽ tham khảo, chúng ta sẽ tìm ở trên sách báo hoặc là ở trên Internet những cái bài đọc về lễ hội để chúng ta đọc, và chúng ta sẽ viết vào phiếu cái đọc sách, vào phiếu đọc sách những cái thông tin chính ở trong cái bài đọc về lễ hội mà chúng ta đã đọc. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với bạn những cái thông tin em biết về lễ hội được nhắc đến ở trong bài. Như vậy ở đây chúng ta chia sẻ với bạn những cái thông tin, em biết về lễ hội được nhắc đến trong bài. Thì các em sẽ chia sẻ về tên lễ hội nè, thời gian tổ chức lễ hội, rồi ý nghĩa của lễ hội, hoạt động chính ở trong lễ hội. Rồi tiếp theo là phần nghe viết. Số 1 nhỏ nghe viết lễ hội hoa nước Ý. Như vậy ở phần nghe viết này chúng ta sẽ nhờ người thân đọc cho chúng ta viết, rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại lỗi chính tả của mình. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ chọn tiếng trong ngoặc phù hợp với mỗi ô hoa. Như vậy ở đây chúng ta có câu A, sắc, sắc. Như vậy ở đây chúng ta có các ô hoa. Các cô gái đeo chiếc vải nho nhỏ như vậy. Ở đây chúng ta điền sắc hay là sắc. Có tua bằng chị ngủ, ngủ, ngủ sắc hay là sắc. Như vậy ở đây ở câu A chúng ta sẽ điền là cô gái, các cô gái đeo chiếc sắc vải nho nhỏ có tua bằng chỉ ngủ, ngủ sắc. Rồi B, xinh, xinh cô mèo tam thể vừa, bốn chú mèo con rớt. Như vậy cô mèo tam thể vừa vừa xinh, bốn chú mèo con rất rất xinh. Rồi tiếp theo C, say, say ru bé ngủ, ngủ say hay là say, ngủ, ngủ say. Rồi bà đi xay bột làm bánh. Như vậy câu B, cô mèo tam thể vừa sinh, bốn chú mèo con rất xinh. Rồi B, C, ru bé ngủ say, rồi bà đi xay bột làm bánh. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ là tìm 3 đến 4 từ ngữ A,
có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chữ ch, ví dụ chăm chỉ, chữ tr, ví dụ như là trồng trọt. Như vậy chúng ta sẽ tìm hai tiếng cùng bắt đầu bằng bằng chữ ch hoặc là chữ tr. Còn ở câu B thì các em sẽ tìm những cái từ ngữ, tìm 3 đến 4 từ ngữ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc là thành ngã. Một cái app học chữ cực kỳ chất lượng mà sao giờ mình mới biết nhỉ? App này có tất cả các phần. Như vậy ở đây, câu A, từ ngữ có hai tiếng cùng bắt đầu bằng chờ, ví dụ như là chồng chóng nè, chan chan, châu chấu, chồng chên. Rồi chữ tr, ví dụ như là trồng trọt, tre trẻ, trồng trắng, tròn trẻ, trắng trẻo. B, từ ngữ chứa tiếng có thanh hỏi, ví dụ như là lẻ tẻ, rảnh rang, thanh thản. Rồi từ ngữ có chứa tiếng có thanh ngã, ví dụ như là đục đẽo, vội vã, nghiệt ngã, vân vân. Rồi tiếp theo, số 1 nhỏ, ở đây chúng ta sẽ tìm trong đoạn văn sau các câu nêu yêu cầu, đề nghị và cho biết cuối mọi câu có dấu gì. Như vậy các em sẽ đọc đoạn văn dưới đây, rồi chúng ta sẽ nêu các câu nêu yêu cầu, đề nghị và cho biết ở cuối mọi câu thì có dấu gì. Chúng tôi đi xem múa rối nước, má nhắc, con hãy nắm chặt tay em, đừng để em lạc đó. Dạ, con nhớ rồi. Thế mà vừa thấy màn đá banh dưới nước thì anh em tôi đã vỗ tay reo hò. Trần Quốc Toàn. Như vậy ở đây trong cái đoạn văn này, các em hãy nêu câu nào là câu nêu đề nghị. Thì một vài dấu hiệu để nhận biết câu bất kỳ là câu nêu đề nghị yêu cầu thì gồm: nếu mà ở trong câu tồn tại các từ thôi, hãy, đi thôi, thôi đừng, thôi nào, vân vân, thì đó là một câu nêu yêu cầu đề nghị. Còn ở nếu mà ở kết thúc câu bằng dấu chấm than hoặc là dấu chấm và ngữ điệu, ý nghĩa câu mang tính chất ra lệnh, khuyên bảo hoặc là đề nghị, hoặc là nếu câu có ý nghĩa sai bảo, lời mệnh lệnh, một lời khuyên hay là một lời đề nghị, thì đó là câu nêu yêu cầu đề nghị. Như vậy ở đây chúng ta có các câu nêu yêu cầu đề nghị, đó là câu con hãy nắm chặt tay em và đừng để em lạc đó. Thì các em thấy ở cuối mỗi câu này đều có dấu chấm, chấm than. Như vậy ở đây các câu nêu yêu cầu đề nghị đó là con hãy nắm chặt tay em, đừng để em lạc đó. Thì ở cuối mỗi câu này có dấu chấm than. Rồi tiếp theo, câu số 2 nhỏ, chọn dấu câu phù hợp với mỗi ô vuông. Thì các em hãy đọc kỹ đoạn văn dưới đây và điền dấu câu phù hợp. Cô mùa xuân xúc động nhìn theo bóng họa mi, nước mắt cô lặng lẽ lăn dài, cô thì thầm. Như vậy ở đây chúng ta thấy ở đây, ở cuối câu này chúng ta sẽ chúng ta sẽ chọn dấu chấm. Rồi hết đi, thì các em thấy ở đây câu này là câu nêu yêu cầu đề nghị, thì ở đây chúng ta sẽ điền, chúng ta sẽ chọn dấu chấm than. Hót nữa đi, họa mi nhé, chấm than. Từ nay em sẽ là sứ giả của mùa xuân, chấm. Như vậy ở đây là câu kể thì chúng ta sẽ điền dấu chấm. Tiếng em là tiếng của mùa xuân, theo Trần Hoài Dương. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn dấu câu phù hợp, đó là cô mùa xuân xúc động nhìn theo bóng họa mi, chấm.
Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài. Cô thì thầm, thì các em thấy ở đây phía sau dấu chấm ở đây thì chúng ta sẽ có từ là ở đây là viết, viết hòa. Rồi tiếp theo, hót đi, chấm than, hót nữa đi, hòa mi nhé, chấm than. Từ nay em sẽ là sứ giả của mùa xuân, tiếng em là tiếng của mùa xuân, theo Trần Hoài Dương. Rồi tiếp theo câu số 3 là tìm các câu khiến có trong đoạn văn ở bài tập 2. Như vậy ở đây chúng ta sẽ, ở trong cái đoạn văn ở bài tập 2 này, chúng ta sẽ tìm câu khiến. Thì dấu hiệu nào để nhận biết một câu bất kỳ là câu cầu khiến? Thì là gồm, ở trong câu sẽ tồn tại các từ thôi, hãy, đi thôi, thôi đừng, thôi nào, vân vân. Thì đó chắc chắn là một câu cầu khiến. Và ở kết thúc câu thì thường có dấu chấm than hoặc là dấu chấm và ngữ điệu. Ý nghĩa câu mang cái tính chất ra lệnh, khuyên bảo hoặc là đề nghị. Hoặc là nếu ở trong câu có nghĩa sai bảo, có ý nghĩa sai bảo lời mệnh lệnh, một lời khuyên hay là một đề nghị nào đó, thì cũng có thể là câu khiến. Như vậy ở đây chúng ta thấy câu khiến ở đây là câu hót đi, hót nữa đi, hòa mi nhé. Như vậy, câu khiến có trong đoạn văn ở bài tập 2 là hót đi, hót nữa đi, hòa mi nhé. Rồi tiếp theo câu số 4 nhỏ, đặt một hai câu khiến để đề nghị bạn tham gia một tiết mục văn nghệ trong ngày hội mùa xuân của trường. Như vậy thì các em hãy đặt một câu dựa vào gợi ý là, thì các em hãy kết thúc, các em đặt câu thì ở kết thúc câu thì chúng ta thường có câu bằng dấu chấm than hoặc là dấu chấm với ngữ điệu, ý nghĩa câu mang tính chất ra lệnh, khuyên bảo hoặc đề nghị bạn tham gia một cái tiết mục văn nghệ trong một ngày hội xuân. Và em có thể là sử dụng các từ đó là thôi, hãy, đi thôi, thôi nào, thôi đừng, vân vân. Thì ở đây cô ví dụ như câu khiến đề nghị bạn tham gia một tiết mục văn nghệ đó là mai hãy tham gia tiết mục hát đi. Nhóm của mình phải chuẩn bị tiết mục múa thôi. Thì đây là hai câu khiến. Rồi tiếp theo là phần vận dụng chia sẻ cảm xúc của em khi được tham gia một lễ hội ở trường. Như vậy các em hãy chia sẻ cái cảm xúc và cảm xúc của cá nhân mình khi được tham gia một lễ hội ở trường. Tức là khi tham gia một lễ hội ở trường thì chúng ta cảm thấy có như thế nào, có cảm xúc như thế nào, thì chúng ta hãy cùng chia sẻ. Thì ở đây cô ví dụ như là vào tháng 4 hàng năm thì khi trường tổ chức lễ hội đọc sách thì lòng em lại nao nức hồi hộp chỉ mong tới ngày hôm đó. Em cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi được tham gia lễ hội đọc sách nè. Ở đó thì có biết bao nhiêu cuốn sách lý thú và hấp dẫn. Nhờ có ngày hội đọc sách mà em đã được học hỏi thêm nhiều kiến thức mới lạ và có thêm được nhiều người bạn có cùng sở thích với mình. Em vui lắm. Như vậy thì chúng ta hãy dựa vào chúng ta sẽ chia sẻ cái cảm xúc của cá nhân mình khi được tham gia một lễ hội ở trường. Thì có rất là nhiều lễ hội ở trường, thì chúng ta tham gia những cái lễ hội nào thì chúng ta có cảm xúc như thế nào, thì chúng ta hãy chia sẻ cùng các bạn. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chào tạm biệt các em, cô chúc các em học tốt.